Đây là còn cây khúc gốc. Anh để đi nữa. Bắt luôn. Anh em bắt, anh em bắt còn là cây to không đấy mấy em. Đây các bạn xem anh em đang làm keo nữa nha. Đây là vườn keo 8 năm rồi các bạn nha. Đây. Đó, mấy cái keo to xịt không đó. Đó. Keo này là chất lượng đó các bạn nha. Lỗi không. Trong đội keo này là có 3 chị em phụ nữ. Đây các bạn xem đây. Cái vành nó là bao nhiêu đó ta? Cái này nha. Cái này 20, xa 40, 70, 70, lõi nè, lõi chiếm hết là 2/3. Đấy. Bạn xem nó kéo nhiều không? Anh em chưa được bóc kéo á, bạc ngàn luôn. Tay, tay cứ lóc này. Cái phụ nữ mà cù ghê đó, chấp một số đàn ông mà làm bạn đó nghe. Cái đồ keo này có 3 phụ nữ gia nhập này. Bãi này là biết rồi các bạn đó. Đầu đòn nó phải giỡn nha. Đầu đòn là chị em phụ nữ á. Sao một dế vậy? Đây các bạn xem cái vỏ keo này mình chụm là củi là biết rồi các bạn.
cái dầu nhiều lắm. Bà le đẹp lét rồi. Đuối rồi thầy. Mệt quá. Tay cứ lắc bà le rồi mệt đuối rồi. Dập qua cây keo. Đó. Lõi keo dần bị xám hết trơn. Đỏ quá. Tha tha chứ. Lành lỗ. Giót đi. Địt. Bỏ máy nè. Gã xương sống. Thì còn một mình ảnh này làm thế nào? Cách lột keo khô đó nha. Đó, len ra lẹ nữa. Đây lột keo, đây lột keo của bạn. Keo đi. To quá cho nên là len sách lên không nổi, phải cho len qua len lẹ nữa. Len qua len lẹ. Dân quận nôm gọi là len qua len lẹ. Dân quán nem à. Đó, bứt luôn ông đồng quay đó. Chơi đúng ông thứ luôn. Cái này là bao bì các bạn nha. Ừ, cái em nó to quá lên bệnh. Ấy. Không được lộ một hả? Keo nặng lắm các bạn nha. Em làm keo thường xuyên hai làm keo cho nên là khỏe lắm. Em đang sổ keo xuống nhiều lắm các bạn nha. Keo to quá mà. Rớt đầu kia kìa. Cây nữa mới lột. Mới lột cho nên lên trơn lắm. Đó đó đó. Cầm lên còn một khúc nữa. Cái tên cao nhiều quá. Chứ sẽ bị ảm. Bắt bè này không được nào. Thấy thích luôn rồi. Mà con chút cái này mới bắt được chứ không được. Cho nó. Con nó phải không được. Ui, cần quá. Này. Nữa. Ui, còn một xí mấy. Ghê quá. Ui, kẹp tay kìa. Ủa đấy. Ừ. Bắn chặt này cái này lét lét đặc biệt là chặt liền. Lấy cái bát lẹ. Bớt lên cái đường gan liền. Đổi. Sắp cái này lên. Tham ấy bán 24 à? Tham ấy từ. Ăn cây mà chớ mình mình dính đắng rồi. Ngán là ăn là đòn ngán đó. Ngán nữa. Cắt dè lên. Cô mấy tốn mà.
lòng mấy? Lòng 24 lòng. Mấy lít nữa hăm chứ bằng chuột. Bắt thọc. Lâu đậu nó bắt cho nhanh cái gì vậy? Bỏ găm đúng quá. Còn không ra lắm. Ở đây xuống chiến đó mà. Bữa đưa được 17 tấn, 16 tấn không? Gần 16 tấn. Đi dốc một cây keo nữa, cây bóc bệnh. Giữ nó các bạn. Đi dốc bóng nối đi. Kìa cho các bạn. Anh em bắt, anh em bắt còn là cây to không đấy mấy em? Ừ, nó ỉn cái lưng đó. Các bạn xem toàn là cây keo to không à? Mấy anh em lao động như rất vất vả. Đó. Cây. Cây đẹp xịn luôn. Mày. Bắt đi. Bắt cái ốc này nè, bắt cái nhẹ bớt. Mày ăn cho nên ép vô đây này là em có chai là có cái xe hơn. Chị bảy như bạn. Keo to quá. Đây là còn cây khúc gốc. Khúc gốc ở đây. Khúc cây dưa leo quá hả? Cây to quá nặng, chắc nặng nó bánh nha. Nghệt nó thế luôn. Thôi luôn. Ngăn cốt này thôi, chắp chè này dớt đây. Thành lấy đi nữa. Bắt luôn. Kẹp chân rồi à? Đầu. Đưa mấy con heo lên hết trên này khỏe rồi. Em nữa khiêng con heo kìa. Khổ quá. Khổ quá. Kiếm không. Em cái mà cực to như thế này mình sao mình có. Đây các bạn xem trên kia còn có hai chiếc xe này. Ui trời trời. Còn anh em coi gông xa nó vừa vừa chứ không bằng được gông xa gông trước. Em lò mọc á. Ô chút vỗ đừ á. Ý là xe này không biết chứ mấy xe vừa trước không ăn nó không chịu. Bởi vì nó lò một không có ngọn người cửa ni. Bởi là có keo khô là nó không nhận. Ý là vũ gốc cái không đỡ bớt lít đi nè. Xuống cái xe vừa trước nó hai bên như đẹp. Gấp ở giữa đoạn keo khô nó y tròn tròn đó. Cái vỗ miết vỗ với cái điện dân vũ ra nó thôi bây giờ tao chấm mày xe đồng một me mà xuống mày xuống có nữa là tao không chấm được, tao chấm keo cửa chứ lòng ren chữ chứ xe từ bữa nữa xuống có chấm lò một cái đài là cho
mình phải khó chứ mình lộ má không được, mình chở thêm rồi. Mình tắn mà. Đây là nấu ăn thêm đồng có thì cái hộp nó biểu mình nói cho được mình nó thì nó hộp nó mày cho mình nó mày đi mày co ở keo mày nó chỗ nó không hái được kia uống. Bóc bè lét đảo sờ lên mấy cái dốc kia. Rồi chở keo rồi chiến tăng máy, mới chiến tăng máy. Biến nào? Chắc gì?